Xin gửi chào tới toàn thể cô chú chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Và hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng với tất cả mọi người. Thì đầu xuân thì em cũng xin gửi lời chúc tới toàn thể quý hàng mạnh khỏe. Và ngày hôm nay Quỳnh Phạm sản xuất ra cái video này, ra mắt một cái mẫu sản phẩm âm ly có tên là Son 2882. Đây là một cái mẫu Son 288 của công ty Sure sản xuất. Đối với dòng sản phẩm này thì như các bác nào đã dùng qua cái mẫu son rồi thì son của ngày xưa của nó sẽ có màu vàng hồng và có rãnh. Thì với dòng sản phẩm này cải tiến mới nhất đó chính là vỏ của nó sẽ có màu đen. Và phiên bản hộp của nó cũng rất là nhỏ nhắn xinh xắn này, có chữ Son 2882. Đó, Son 2882 và 4 trong 1 các bác nhá. Có nghĩa cái này vừa chạy được FM này, vừa bắt được Bluetooth này, đó, chạy USB và chạy được thẻ nhớ. Có nghĩa là chức năng của nó 4 trong 1 tích hợp trong một chiếc son này. Đó, dòng sản phẩm này của nó chúng ta sẽ đi khui về bên trong xem nó có gì giống và khác so với dòng Son 288 của ngày xưa. Đấy, vỏ của nó sẽ có màu đen như này, các bác nhận dạng kỹ nhá. Đấy, Son 288 này, màu đen này. Đó, và hình đại diện chiếc âm ly của nó sẽ có màu đen như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ khui ra bên trong. Chúng ta mở hộp ra bên trong. Và bên trong của nó thì sẽ gồm theo gì ạ? Sẽ gồm theo một chiếc remote như thế này. Đây là chiếc remote đi kèm theo âm ly này. Và tiếp theo đó sẽ gì? Khi mua hàng sẽ có dây nguồn đi kèm cho mọi người luôn nhá. Và tiếp theo đó sẽ gì ạ? Đó, các bác quan sát kỹ giúp em. Quan sát kỹ giúp em một chiếc son 288 rất là xịn sò này. Đó, dòng son mới nhất đó của năm nay. Đó chính là gì ạ? Có chức năng gì ạ? Thứ nhất là Bluetooth này, chạy thẻ nhớ này, chạy FM này, chạy USB. 4 tích hợp 4 trong 1 các bác lưu ý nhá. Dòng son mới nhất tích hợp 4 chức năng trên một chiếc âm ly nhỏ nhắn xưa này. Hộp của nó gì ạ? Hộp của nó toàn bộ gì ạ? Hộp này là hộp đã được tĩnh điện hết rồi nha mọi người nha. Đối với chất liệu của nó thì các bác là nhẹ nhàng hơn cái dòng son ngày xưa rất là nhiều, nhẹ nhàng. Còn từ cái mên mạch IC của nó, mã số IC cũng dùng chung hết một loại IC 12 chân hết. Đó, LA445. Đó, giống hết nhau. Khác nhau mỗi cái là 4 trong 1 FM, Bluetooth, USB, thẻ nhớ nó đều tải nổi nha mọi người nha. Đối với dòng sản phẩm Son 288 2 này ra mắt này thì được khách hàng phản hồi rất là tốt. Và hôm nay Quỳnh Phạm ra mắt này và Quỳnh Phạm đã đặt nhà máy sản xuất số lượng rất là nhiều rồi. Thì cũng trong thời gian rất là gần tới đây thôi. Đó, trong vài chục ngày nữa thì hàng sẽ được chuyển về Việt Nam. Đó, số lượng rất là lớn để phục vụ anh em mùa giải tháng 3. Thì dòng sản phẩm này các bác nhìn kỹ này, về cái công suất của nó này. Đó, volume này, tích hợp cho một nút này. Đó, chat này, bát này. Đó, đều tường tách rời này. Nhìn kiểu dáng rất là đẹp mọi người nhá, kiểu dáng rất là đẹp. Và bây giờ Quỳnh Phạm sẽ cùng các bác chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ đi test về cái công suất của cái dòng Son 288 này, đời mới này, xem nó có gì giống và khác nhau, hoặc là nó có gì hơn so với những cái dòng ban cũ hay không nha. Kính mời các bác chúng ta chờ đợi trong giây lát. Dạ vâng, và em đã để các bác chờ đợi khá chưa là lâu rồi phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng em chúng ta đi test cái dòng sản phẩm Son 288 đời mới này, xem công suất của nó có gì là ok không nhá mọi người nhá. Thì em cũng xin nói lại một chút nữa này, đối với dòng sản phẩm này tiếng của nó sẽ ra được hai cổng luôn. Đó, tiếng của nó sẽ ra được hai cổng hai loa luôn nha mọi người nhá. Tiếng mọi người mà dùng tiếng kép thì nó sẽ ra được hai cổng loa luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test cái dòng sản phẩm này, xem chất lượng âm thanh của nó có gì là to và có gì là rõ nét so với dòng Son 288 cũ không. Đó, đối với dòng sản phẩm son mới này nó có một cái ưu điểm là tương đối là bền đấy mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng em đi test âm thanh nha mọi người nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi thử thẻ nhớ trước, sau đó em sẽ hướng dẫn các bác chúng ta gì ạ, bắt kết nối Bluetooth. Đó, tại vì cái hàng đời mới này có thêm chức năng Bluetooth dùng khá chi là ok nha mọi người nhá. Đó, chúng ta sẽ cùng đi test âm thanh này. Ha ha ha!
Các bác thấy thế nào à? Vừa rồi Quỳnh Phạm đã đi thử cho qua mấy cái bản tiếng của file chim đêm rồi. Thì cái dòng sản phẩm Son 288 đời mới nhất năm 2023 này thì là nó vừa có chức năng lặp lại một bài nhé mọi người nhá. Đây chính là nút lặp lại một bài giúp em này, tiến bài, lùi bài này, đó, stop tạm dừng này, play chạy bài này, đó. Và nó tích hợp thêm gì, chức năng Bluetooth rất là hay. Ngoài việc chúng ta săn bẫy ra, chúng ta có thể giải trí ngay ca nhạc ngay tại nhà qua chiếc điện thoại của chúng ta. Thì cái dòng sản phẩm âm ly này, một cái âm ly rất là nhỏ nhắn nhưng mà nó có rất là nhiều chức năng, 4 trong 1 luôn một cái dòng sản phẩm này. Đó, tích hợp luôn 4 trong 1 luôn và nó được ra được hai cửa tiếng. Đó, có nghĩa tiếng của các bác file kép nó sẽ tách ra hai vế nha mọi người nha, đánh rất là hay. Đó, dòng sản phẩm này thì hàng đời mới nhất, có thêm chức năng Bluetooth nữa cho mọi người xài khá là ok. Đó, đây là mẫu sản phẩm Son 288 này, hàng mới nhất năm 2023. Đó, Quỳnh Phạm thì đã đặt nhà máy sản xuất số lượng là 1.000 chiếc và chuẩn bị tới đây sẽ về để phục vụ các bác trong mùa giải tháng 3 nha mọi người nha. Đó. Và đối với dòng sản phẩm này thì Quỳnh Phạm vừa rồi đã đi thử thẻ cho mọi người xem rồi. Và bây giờ Quỳnh Phạm sẽ đi thử cái chức năng gọi là Bluetooth cho mọi người xem nha. Đó, cô chúng ta muốn chuyển sang Bluetooth gì ạ? Chúng ta phải sử dụng nhá, bật nó sáng ở chức năng Bluetooth này luôn luôn sáng thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ kết nối với điện thoại của chúng ta. Chúng ta vào điện thoại gì ạ? Em hướng dẫn mọi người này, bật Bluetooth lên này. Đó, khi chúng ta bật Bluetooth lên, chúng ta sẽ đi dò thiết bị giúp em nha mọi người nha. Đi dò thiết bị giúp em nha. Đó, khi mà dò thiết bị xong gì ạ? Đó, dò thiết bị xong chúng ta sẽ kết nối trực tiếp tới lại chiếc điện thoại chúng ta. Đó, các bác lưu ý nhá. Đó, các bác thấy không ạ? Nó có chữ đi music đây này, chính là chiếc âm ly này. Đó, các bác thấy không? Đấy, khi nó ghép đôi cái nó sẽ báo cho chúng ta là tinh tình cái và tên kết nối của nó sẽ là chữ đi music. Các bác lưu ý nhá. Thế đã kết nối thành công rồi và bây giờ Quỳnh Phạm sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ đi vào, chúng ta test luôn cái chức năng nhá. Cái chức năng cái âm thanh của nó xem như thế nào nha mọi người nhá. Đà, em sẽ đi test cho mọi người luôn. Nói chung là ngoài cái chức năng chạy thẻ nhớ và chạy USB ra, nó có cả thêm chức năng Bluetooth nữa. Và em đã hướng dẫn các bác kết nối với điện thoại rất là dễ dàng và đơn giản rồi. Các bác có về thể về chúng ta tự thao tác rất là đơn giản thôi. Đó, đối với dòng sản phẩm Son 288 rất là mới này thì là mọi thứ của nó rất là ok. Đó, và được cái sự phản hồi lại của khách hàng thì Quỳnh Phạm đã quyết định đặt nhà máy sản xuất số lượng rất là lớn và để phục vụ các bác trong mùa giải tới đây. Công suất của nó thì không có gì phải bàn cãi nữa nha mọi người nha. Công suất cực kỳ là lớn luôn. Đó, và ra thì ra hai cửa tiếng luôn, tích hợp 4 trong 1 chức năng luôn. Trong một dòng sản phẩm này tích hợp 4 chức năng luôn. Đấy mọi người nha, có nút lặp lại một bài này, công suất lớn này, đánh khá chiều ok. Đấy, dòng sản phẩm Son 288 này. Đó, các bác có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp cho em. Đó, giá em sẽ để cho các bác giá cực kỳ yêu thương luôn nha mọi người nha. Đó, ngoài sản phẩm đấy ra thì bên Quỳnh Phạm loa đài âm ly săn bẫy phụ kiện đầy đủ phục vụ anh em. Chúc các bác chúng ta xem video vui vẻ. Các bác nếu mà muốn mua sản phẩm này hãy nhấc máy lên alo cho em nhá. Và nhớ là đừng quên phần ấn đăng ký kênh giúp em và chia sẻ bài viết giúp em nha mọi người. Xin chào toàn thể các bác. Chúc các bác chúng ta đam mê và thành công hơn nữa. Hello toàn thể mọi người, hẹn các bác buổi video sau nhé.